Anh chị em thân mến, thì có cái hình như là bên Nga hay bên Liên Xô nó có cái bánh gato gì đó đó, nghe nói là ăn vô nó ngon lắm. Thì sau này cái từ gato đó nó di chuyển về Việt Nam. Để rồi cái chữ gato nó không phải là theo cái nghĩa bánh gato nữa, mà là người ta dịch là giống như là cái kiểu là đại loại là COCC là con ông cháu cha, hay là đi tu thì phải là CCCC là con các cụ cả thì được thăng quan tiến chức á. Thì gato được dịch là ghen ăn tức ở. Ghen ăn tức ở hình như là cái bệnh đó nó đi vào con người từ từ thuở tạo thiên lập địa thì phải. Thì Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ, Chúa cho hưởng tất cả mọi chuyện trong vườn địa đàng, Chúa cho hưởng đủ hết, Chúa không cho thiếu gì hết á, trừ có cái cây biết làm biết giữ ở giữa vườn thôi. Và với cái ý nghĩa của cái cây đó thì Chúa bảo rằng là đừng có đụng tới nó. Nhưng mà vì con rắn nó đã dụ dỗ hai ông bà, nó dụ bà. Thì con gái nó yêu bằng cái lỗ tai mà, đúng không? Con trai nó yêu bằng con mắt. Thì ngày xưa lúc mà mới dựng ra thì Adam thấy Chúa dựng nên là Eva đẹp quá nên là thương Eva. Rồi Eva thì lại nghe cái lời con rắn dụ, sư đàn bà yêu bằng lỗ tai mà, các cô các chú nhá, các cô các bà đó, nhớ đừng có yêu bằng lỗ tai, yêu bằng cả cái trí suy nghĩ của mình, bằng con tim của mình, bằng cái chọn lựa của mình, đừng có nghe. Ôi anh thề anh lấy cái gì đó, anh lấy được em anh xây hồ Ba Bể cho em rửa chân, nhưng mà đừng hóng mà anh lấy về nó hầu, nó bắt hầu hạ, nó bắt đầy cho đuối luôn chứ không có cửa đâu, đừng có nghe bằng cái lỗ tai. Kinh nghiệm mà hỏi đi, cứ gọi điện đi, gọi điện hay là email hay là text cho bà Eva đi. Của bà Eva chết là vì con rắn, là vì con rắn nó nghe nó dụ hay quá, thế là hai trái cấm. Không tin gọi điện thoại hỏi bà Eva đi ha, kinh nghiệm tại sao bà chết, tại sao bà dính tội là bởi vì cái sự kiêu ngạo. Tại vì con rắn nó nói rằng là nếu mà bây giờ mà ông bà mà ăn cái trái này vô là ngon lắm á, ngon bằng Thiên Chúa. Thế là đi ăn vô tưởng ngon, cuối cùng ra mất tình mất nghĩa với Chúa. Và chính vì cái sự gato với Thiên Chúa chứ không phải là gato với con người biết đâu chứ, thế là bị luận án thôi. Và rồi chúng ta thấy cái sự gato ấy đó nó đi vào trong lòng con người, mà cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Con người người ta gato ghê lắm. Ngày hôm nay chúng ta bắt đọc được cái chuyện gato đó nó ở ngay cho trong bài tin mừng theo Thánh Matthêu chương 20 chương câu 1 tới câu 16 mà chúng ta mới nghe ngày hôm nay đó. Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn là nước trời giống như chủ đi ra ngoài vườn vườn á để đi thuê thợ về làm vườn nho của mình, thì thỏa thuận rằng là mày vô làm là một đồng, vô làm là đồng không có nói nhiều. Rồi giờ thứ ba, rồi giờ thứ sáu, rồi giờ thứ 11 gì đó ông chủ ra, thì ông chủ thấy có mấy người lang thang lấp thách thì không có việc làm, ông chủ bảo vào làm, rồi cũng thỏa thuận như vậy. Rồi đến khi mà ông chủ trả tiền thì ông chủ trả cho tất cả như nhau, tất cả đều là một đồng. Thế nhưng mà rồi những người mà vào giờ thứ ba, giờ thứ sáu thì họ lại ganh tị với cái giờ mà thứ 9 với thứ 11, bởi vì người thứ 9 tới thứ 11 mới làm có chút xíu mà cũng được một đồng. Và đứng trước cái thái độ ganh tị đó, ông chủ đã nói với những cái người mà làm thuê là tôi đâu có bất công với bạn đâu, tôi công bằng với bạn mà. Rõ ràng rằng là Thiên Chúa công bằng lắm, Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta theo cái cách của Ngài. Đôi khi mình nói Chúa không công bằng, nhưng mà mình phải coi lại cái cách, người ta vẫn thường hay nói là coi lại cách ăn nết ở đó, coi lại cách ăn nết ở của mình với Chúa đi. Mình thấy rằng là nếu mà mình mà chân thành yêu Chúa thật sự đó, mình xin cái gì Chúa cũng cho hết. Còn nếu mà Chúa cho thánh giá, đó là cái hoa quả đó để mà mình nếm với Chúa. Ai là môn đệ của tôi thì phải phát thập giá đời mình theo tôi. Chúa càng thương ai, Chúa càng cho thánh giá người đó. Chúng ta thấy có hai người mà gần gũi chúng ta mà ăn thánh giá mà nặng nề, đó là Teresa hài đồng Giêsu. Coi như thánh giá rất là nặng nề, Chúa thương nhưng mà chấp nhận đón nhận thánh giá. Giống như Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng vậy. Đường đường là một tổng giám mục mà cuối cùng đi biệt giam 11, 13 năm trời. Chúng ta thấy không? Cuộc đời của những người đó thánh giá nặng nề lắm. Chúng ta thánh giá chúng ta chẳng là gì đâu. Rồi đôi khi mình sống không có công bằng với Chúa, giờ giấc đến với Chúa tính toán, phải nói là
tính ghê lắm, tính kỹ lắm, đi nhà thờ phải tính chung cha ra rồi mới tới, rồi cha cho rước lễ mình đi về, còn cả ngày chẳng bao giờ nhắc tới Chúa, dành giờ cầu nguyện với Chúa, tạ ơn Chúa, sáng sáng dậy là coi như là xọt xuống giường là rồi đi kiếm ăn, đi kiếm ăn, đi giống như con đi vần quần quần quật cả ngày, về rồi ngủ rồi tivi rồi phim ảnh rồi nhậu nhẹt ăn uống, chẳng có một phút giây như nào mà nói đến Chúa, dành cho Chúa hết á. Mình sống bất công với Chúa mà mình đòi Chúa cho mình cái này cái kia, thấy hình như là chơi vậy không có được đâu. Chơi vậy là không có công bằng. Và ngược lại là với anh chị em của mình cũng vậy, mình ga tô, mình thấy người này người kia may mắn hơn mình, hạnh phúc hơn mình, thế là mình ngồi đi nói hành nói xấu người ta, tìm cách hạ bệ người ta, chơi vậy không có được, ga tô không có hay. Chơi sống công bằng, sống sòng phẳng, mình làm nhiều mình hưởng nhiều, mình làm ít mình hưởng ít, mình có cái sức lao động của mình cày là mình đi hưởng, chứ còn đừng có chơi trò mà đi hơn thua rồi đi nói hành nói xấu người này người kia, chơi dở lắm, bỏ cái tính đó đi ha. Chơi gato, vừa gato với Chúa bảo Chúa không công bằng, mình có công bằng với Chúa không? Mình có dành tình cảm, mình có dành hết cái lòng trí khôn của mình để yêu Chúa hay không, để rồi đòi giống như một cái đứa con nó dành đòi cha mẹ nó cho nó đồ đó, nó ngoan thì chắc chắn cha mẹ nó cho, nó không ngoan lấy gì cha mẹ nó cho nó được. Chúa cũng vậy thôi, khi chúng ta không ngoan thì lấy gì mà Chúa cho chúng ta để ngồi đó mà ganh tị. Rồi anh chị em trong gia đình vậy, cha mẹ đứa nào ngoan chắc chắn cha mẹ sẽ thương đứa đó nhiều hơn, còn đứa nào hư thì sức mấy cha mẹ cho, thì chúng ta cũng nghĩ vậy đi. Trong cuộc sống không có cái, chúng ta phải đối xử công bằng đã, đừng đừng có ganh tị, đừng có hơn thua. Mình nhất là mình phải đặt mình trước mặt Chúa, cái lương tâm mình vô mình soi cái gương ở mặt vừa xấu mà còn vừa ác, mà chuyên môn đi gato nữa, bỏ cái tính gato đi ha.